Đúng như lời cậu nói, phong cảnh ở đây rất hợp để đầu tư một khu du lịch. Em sinh ra và lớn lên ở đây. Từ nhỏ em đã có ước mơ phát triển ngành du lịch ở chính quê hương của mình, để mọi người có thể ngắm nhìn vẻ đẹp mà thiên nhiên đã ban tặng cho quê hương của em ạ. Có phải từ lúc lên thành phố, khi tiếp cận với ngành du lịch, cậu đã có ước mơ biến quê hương của mình thành một khu du lịch đúng không? Dạ không phải đâu thưa chủ tịch. Ước mơ phát triển ngành du lịch ở quê hương của em đã đung đấu trong em từ hồi em còn đi học ạ. Từ thời còn đi học cơ á? Dạ vâng ạ. Ngày đó nhà em nghèo lắm. Khi em nói ra ước mơ của mình được làm gì đó cho quê hương thì tất cả mọi người đều cười nhạo em. Bạn bè thì không chơi với em. Mọi người còn nói em bị điên anh ạ. Cái gì đấy? Cậu, cậu làm cái gì vậy? Này, mày xem nhà văn đang viết về ước mơ của mình kìa. Ước mơ của bạn Tân chắc là to lớn lắm nhở? Đương nhiên là to rồi. To đến mức ngoài sức tưởng tượng luôn. Cái gì mà sau này tôi ước mơ sẽ trở thành một hướng dẫn viên du lịch à? Cái gì? Hướng dẫn viên du lịch á? Bạn Tân của chúng ta bị hoang tưởng nặng rồi. Các cậu, trả lại cho tôi. Ê, mày làm cái gì thế? Chưa hết đâu. Nào là nơi tôi sống đẹp lắm à? Tôi muốn đưa du lịch về chính bản mạo của mình, muốn cả thế giới biết tới à? Đúng là hoang đường. Cái bản nghèo nàn này thì ai mà thèm đến tham quan chứ? Tân ơi, tôi bảo ông này, tôi nghĩ là ông học xong nên về mà làm nương làm dãy đi thì có lý hơn đấy. Ngồi đây mà mơ với trả mộng là bụng không có đủ ăn đâu. Đúng rồi đấy. Lo cho cái bụng đủ no đi đã. Ngày ăn cơm ba bữa còn chưa đủ, cả ngày đi đào khoai để ăn, thế mà còn bà đặt du với trả lịch à? Các người, sao các người quá đáng thế? Tự ý lấy bài của tôi còn đem ra chê giễu, đùa giỡn đấy chứ. Chỉ giải trí tí thôi mà, làm gì mà căng thế? À, hay là thế này đi. Bây giờ mỗi ngày đi học về, bạn Tân sẽ xách cặp cho chúng ta. Chúng ta mỗi người sẽ cho bạn Tân một bò gạo, để cho bạn Tân còn nuôi dưỡng ước mơ của mình nữa chứ. Đúng rồi đấy. Xách đồ cho bọn tôi đi thì không sợ bị lo đói nữa. Sao nào, có đồng ý không? Các cậu, bài kiểm tra của tôi. Rách hết rồi. Rách hết tất cả ước mơ rồi. Chúng ta đi về thôi. Đi thôi. Để cho bạn Tân còn lo về ước mơ của mình nữa. Đi thôi. Và sau đó, em đã thi đỗ vào trường đại học du lịch. Nhưng mà mọi người vẫn khinh thường em, chẳng ai coi em ra gì cả. Chính vì thế, em đã hạ quyết tâm cho chính bản thân mình, phải theo đuổi nó đến cùng. Và rồi, em vừa đi học, vừa xin vào công ty của chủ tịch làm, để có thể làm hướng dẫn viên du lịch tập sự ạ. Suốt bao nhiêu năm qua, tôi chứng kiến sự trưởng thành và khả năng của cậu. Tôi tin cậu là một người có năng lực rất tốt. Em cảm ơn chủ tịch đã tin tưởng. Em cảm ơn chủ tịch đã đọc bản dự án khu du lịch bản mạng của em. Em tin rằng mảnh đất này chắc chắn sẽ có rất nhiều du khách quan tâm ạ. Ừ, công nhận. Với vẻ đẹp được thiên nhiên ban tặng thế này, cùng với sự lãnh đạo của cậu, tôi tin chắc rằng nơi này sẽ rất hút khách đấy. Chủ tịch nói như vậy nghĩa là... Đúng vậy.
tôi quyết định sẽ đầu tư cho cậu xây dựng khu du lịch này. Đồng thời, cậu sẽ được bổ nhiệm làm quản lý trực tiếp. Em cảm ơn chủ tịch. Em cảm ơn anh đã tin tưởng em ạ. Cố gắng lên nhá. Tôi tin tưởng cậu mà. Bây giờ tôi có việc trên công ty, tôi đi trước đây. Dạ vâng ạ. Em chào chủ tịch. Ai đây, ai đây? Chẳng phải bạn Tân của chúng ta đây sao? Nghe nói bạn Tân mấy năm lên thành phố sống, nhìn ăn mặc trông cũng sáng sủa hẳn đấy nhở? Không biết bây giờ bạn Tân của chúng ta đã trở thành hướng dẫn viên du lịch chưa nhở? Đã đưa bản của mình ra tầm thế giới chưa? Là các cậu à? Lần này tôi về đây để... Khoan đã. Để tao đoán xem, có phải trên thành phố không sống nổi nên về đây đào khoai kiếm ăn à? Về làm gì thì tao không biết, nhưng tao chắc chắn là không phải về xây dựng ước mơ rồi. Tao cá một con trâu. Đương nhiên là thế rồi. Bao nhiêu tuổi đầu rồi mà vẫn còn mơ với mộng à? Thua cả một đứa con nít. Đâu có ai đánh thuế giấc mơ đâu. Phải để cho người ta sống với giấc mơ của mình chứ. Mà giờ đã đến giờ ngủ đâu mà mơ nhở? Lần này tôi về đây để xây dựng khu du lịch. Cái gì? Du lịch á? Đúng vậy. Khu du lịch bản mạ. Đấy, tao biết ngay mà. Nó vẫn còn chưa tỉnh đâu. Tao còn mơ mộng lắm. Một cái khu du lịch nhiều tiền như vậy, sao mà nó có thể xây được? Một đứa nghèo rất mồng tơi như nó thì làm sao có tiền mà xây? Mày nói sai rồi. Ai bảo nghèo rất mồng tơi? Thế thì là gì? Thì là nghèo đến nỗi không có mồng tơi để mà rớt đấy chứ. Bạn Tân mà xây được khu du lịch này ấy, tao không đi bằng hai chân nữa đâu, mà tao trồng chuối để tao đi cơ. Các cậu cứ chờ đấy. Tôi đã nói thì tôi sẽ làm. Xem nó làm gì? Để tao xem nó làm được gì. Này, thế là thằng Tân nó nói thật mày ạ. Vô lý. Tại sao nó có thể làm như thế được nhỉ? Tiền ở đâu ra? Nhà nó nghèo như thế cơ mà. Không những thế mà đợt này khách du lịch còn đến bản mình nhiều nữa ý. Chắc cái đà này mình nghèo nó mất. Không được. Rồi tới lúc đấy nó cười vào mặt từng đứa mình đấy. Chẳng nhẽ ở cái bản này tao phải trồng chuối mà đi à? Thì tao cũng phải ăn mỉm mỡ mũi đây nè. Không ổn. Không ổn rồi. Giờ phải làm sao? Phải làm sao đây? Sao bây giờ nhỉ? À, tao có cách này. Cách gì? Được đấy. Đi. Giám đốc, lại có chuyện rồi ạ. Có chuyện gì vậy? Cô bình tĩnh nói tôi nghe xem nào. Có một đám du khách ăn đồ ăn của chúng ta xong bị đau bụng, bây giờ lại làm loạn cả lên. Họ còn định chặn cổng khu du lịch, không cho du khách khác vào nữa ạ. Làm sao mà có chuyện đó xảy ra được? Cô cứ làm việc đi, để tôi lên xem sao. Dạ vâng ạ.
kiếm được cái đơn hàng này béo bở cực kỳ, vừa được ăn vừa được chơi lại có tiền. Lát nữa khi mà bọn nó vào, mày chỉ cần giả vờ đau bụng thôi, rồi tao khắc có cách giải quyết của tao. Liệu có được không đại ca? Được. Uống đi, để vào việc thôi. Chủ quán đâu? Chủ quán. Chủ quán đâu? Đau bụng quá. Đau bụng quá. Tôi đây. Có chuyện gì vậy? Mày nhìn xem, em tao ăn đồ ăn của chúng mày lập tức bị đau bụng. Đồ ăn của chúng mày là đồ ăn bẩn đúng không? Không thể như thế được. Thực phẩm của chúng tôi đều là thực phẩm sạch và được kiểm tra an toàn vệ sinh một cách kỹ càng. Cậu ấy có ăn linh tinh gì ở đâu không? Ý mày đang nói là tao đang đổ oan cho chúng mày à? Từ sáng đến giờ ấy, em tao chưa ăn cái gì cả. Ăn ở quán mày là đầu tiên đấy. Mà ăn xong ấy, lập tức bị đau bụng. Giờ mày mà không giải quyết chuyện này cho rõ ràng ấy, thì tao đố khách nào vào được quán này ăn nữa đấy. Được. Thế bây giờ tôi sẽ đưa cậu ấy đi chữa trị. Tiền viện phí hết bao nhiêu thì tôi sẽ chi trả. Như thế đã được chưa? Mày đùa tao à? Giờ chúng mày đem em tao đi ra ngoài đường, xong mày vứt ở ngoài đường, ngoài chợ, rồi mày bảo là mày không liên quan. Thế thì tao biết kêu ai? Thế bây giờ anh muốn giải quyết như nào thì mới hài lòng anh? Đơn giản thôi. Sai ấy thì đền bù chứ có sao đâu. 20 triệu. Cái gì cơ? 20 triệu á? Rõ ràng chuyện này không phải do chúng tôi gây ra, thế mà anh bắt đền chúng tôi 20 triệu. Anh thật quá đáng. Mày nhìn nó đau như thế này mà mày bảo mày không đền á? Mày không đền cũng được thôi. Nếu như mày không đền á thì tao sẽ ở đây luôn. Có khi tao còn mang chiếu đến ngủ ở đây luôn, xem là có khách du lịch nào dám đến đây không. Anh... Sao? Có đền không? Thôi được rồi, lần này tôi sẽ đền bù cho các anh. Anh nhập số tài khoản vào đây. Đây. Anh xem đi, đã được chưa? Thế có phải là nhanh không? Mọi chuyện ở đây xong rồi, mời các anh về cho. Đồng ý. Em Giai. Đấy kia đấy ca. Dậy về đi khám thôi. Cảm ơn nhá. Cảm ơn nhá. Bye bye. Đại ca, đại ca làm cái này kiếm tiền nhanh mà ngon thật. Chuyện tao mà đã ra tay ấy, là gạo say ra cám. Bây giờ ấy, anh em mình đi nhậu tiếp. Đi đại ca, đi. Dạ vâng, anh chị yên tâm ạ. Đến với chúng tôi, chắc chắn anh chị sẽ hài lòng ạ. Giám đốc ơi, có chuyện gấp rồi ạ. Dạ vâng, tôi cảm ơn anh chị ạ. Lại có chuyện sao? Rốt cuộc là chuyện gì? Có khách đến quán của mình, ăn keo đau bụng và lại đổ thừa do thực phẩm bẩn nữa ạ. Sao lại có chuyện đó được chứ? Cô đã kiểm tra kỹ càng chất lượng sản phẩm đầu vào chưa? Em đã kiểm tra kỹ rồi ạ. Thôi được rồi, để tôi giải quyết. Dạ vâng ạ. Có ai không? À, ôi đau bụng quá. Có chuyện gì vậy? Ôi, đau bụng quá. Là các người à? Các người muốn gì đây? Bọn tao ăn đồ ăn ở quán mày, giờ bị đau bụng cả rồi, mày tính sao đây? Làm sao mà có chuyện đấy được? Tôi có thấy ai bị đau bụng đâu. Giờ bụng tao đang đau đây, mày có ở trong bụng tao đâu mà biết được. Các người, thì ra là các người bày trò hãm hại tôi à?
chỉ nói đúng sự thật thôi, chẳng có gì là quậy phá ở đây cả. Chúng mày làm ăn hám lợi, đưa thực phẩm bẩn vào để buôn bán hại người à? Chắc chắn cơ sở của tôi không có thực phẩm kém chất lượng. Chúng tôi không sai, chúng tôi không chấp nhận đâu. Rõ ràng là làm đồ bẩn mà giờ lại chối bay chối biến như thế à? Thế này thì khách du lịch vào đây ăn rồi bị ngộ độc thức ăn hết mất. Đúng là vì chút lợi nhuận mà bán rẻ lương tâm, còn đi hại đồng bào mà. Đúng là lừa đảo mà. Các người đã không biết gì thì đừng có ăn nói hàm hồ. Này, tao chỉ nói đúng sự thật thôi, chẳng có gì là hàm hồ cả. Chứng cứ rành rành ra đây mà mày còn bảo là hàm hồ à? Chúng mày làm ăn bố láo như thế, tốt nhất lên đóng cửa đi. Đúng rồi, đóng cửa đi. Như thế này thì du với lịch cái gì nữa? Chúng tôi không làm như vậy, chỉ có các người bày trò hãm hại tôi mà thôi. Làm gì có ai bày trò ở đây? Sự thật rành rành ra thế này còn gì nữa? Việt Anh à, hình như mày có quen nhà báo đúng không? Gọi đến đây viết vài bài đi, có khi lại thành chủ đề hot đấy chứ. Được, để tao gọi. Ở đây ai muốn viết báo vậy? Để tôi viết cho. Chủ tịch, sao anh tới đây mà không gọi cho em? Để em đón ạ. À? Thôi, nhân viên đã báo tôi rồi. Hóa ra đây là chủ tịch. Chủ tịch à, anh xem khu du lịch của anh đưa thực phẩm bẩn, không đủ an toàn thực phẩm. Giờ bọn tôi ăn bị đau bụng hết rồi đây này, anh tính sao đây? Cô nói vậy là sao? Tôi chắc chắn cơ sở kinh doanh của tôi có đầy đủ giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Làm gì có chuyện đấy được. Thế tại sao chúng tôi lại bị ngộ độc thế này? Ông tính bao che cho nhân viên của ông làm bậy à? Chắc chắn chúng nó là cùng một ruột với nhau rồi. Đúng rồi, giờ phải kiện chúng nó. Hôm nay chúng mày mà không giải thích rõ ràng thì tao đố chúng mày làm ăn được đấy. Thôi em, chuyện này để anh giải quyết. Các người đừng tưởng tôi không biết ai đứng sau vụ này nhá. Lần đầu tiên tôi có thể bỏ qua, nhưng quá nhiều lần như vậy tôi không thể nào bỏ qua được nữa đâu. Đưa anh ta vào. Các người chắc chắn không nhận ra người này chứ? Tôi không quen. Thôi đi, đến nước này mà cô còn chối được à? Anh ta đã khai hết cả rồi. Ngay từ lần đầu tiên anh ta tới phá quán, tôi đã cho người điều tra. Hóa ra hai người vì ghen ghét với sự thành công của Tân mà đã lên kế hoạch hãm hại cậu ấy như vậy. Nói gì đi. Chính cô ta thuê em làm điều đấy. Đấy, hai người còn chối được nữa không? Thì ra là các người à? Tôi biết ngay mà, tôi đang làm những điều tốt đẹp dành cho quê hương. Các người không ủng hộ tôi thì thôi, còn bày trò hãm hại tôi à? Tôi Tân, em gọi ngay công an đi, và thêm một bác sĩ nữa. Tôi muốn xét nghiệm cô ta. Nếu cô ta không bị đau bụng thật, cậu hãy lập hồ sơ và kiện cô ta ra tòa, vì tội dám bôi nhọ danh dự của chúng ta. Chúng tôi sai rồi, mong anh đừng gọi công an ạ. Tôi phải lo cho gia đình nữa. Dù gì mình cũng là bạn học cũ, cậu nói giúp tôi một câu với chủ tịch đi. Giờ mà công an bắt tôi thì bố mẹ tôi không ai nuôi mất. Hai người còn coi tôi là bạn bè sao? Hồi còn đi học hai người coi thương sỉ nhục tôi. Bây giờ tôi làm được rồi thì hai người bày trò hãm hại tôi. Hai người không xứng đáng với hai chữ bạn bè đâu. Tôi xin lỗi. Tôi xin hứa tôi sẽ không bao giờ như thế nữa. Tôi cũng không dám nữa đâu. Tân, theo cậu bây giờ phải xử lý như thế nào? Em mong anh tha cho bọn họ. Dẫu sao bọn họ cũng có gia đình cần phải lo. Chuyện lần này chỉ là hành động bồng bột, thiếu suy nghĩ của họ mà thôi. Hãy cho họ cơ hội sửa đổi, chắc chắn họ sẽ không dám tái phạm nữa đâu ạ. Đúng đấy, chúng tôi không dám nữa đâu ạ. Được rồi, nếu em đã nói như vậy thì em cứ làm thế đi. Anh tin ở em mà. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Tân, tôi xin lỗi. Cảm ơn cậu đã bỏ qua chuyện này. Bây giờ thì hai người đi khỏi đây đi,
Mong sao sau chuyện này hai người đừng gây ra những sai lầm như này nữa. Thật sự tôi cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Thôi hai người đi đi. Em cảm ơn anh. May mà anh đến kịp. Nếu không em không biết phải giải quyết thế nào à. Thôi mọi chuyện cũng qua rồi. Người ta bảo thương trường là chiến trường mà. Khi mình thành công sẽ rất nhiều kẻ ghen ghét và đố kỵ. Vì thế hãy thật sự tỉnh táo. Dạ vâng ạ. Em biết rồi. Đi thôi em.